đẹp má, đẹp má. Để anh đưa em cái đèn thần nghe không? Có cái đèn thần của anh không? Có cái đèn của anh không? Đi đâu vậy? Đi cô cái đèn kỳ đèn. Ngày xưa đi ba ba nhảy. Ngày xưa đi ba ba nhảy. Mọi người mà cảm thấy là Khánh Vân nói hơi nhiều á thì đó, hãy đặt câu hỏi, hãy để chị Phương là được không, là hồi là đúng không, được chưa? Rồi thôi, hôm nay em cứ phải mãi là sẽ nói rồi, chị không nhận được nữa đâu, bé yêu à, đồng ý quên mình nói dài hơn mình ở đây cứ đợi về cái điện Try to stay strong and fake a smile until